phép rồi mình sau đó nhiệm màu trong ngày một kiếp có tìm cầu con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tự như lai nghĩ nhiệm màu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Số 401 kinh đồng tử vô ngôn hán dịch đời tây tấn tam tạng pháp sư trúc pháp hộ người nước nguyệt di quyển thượng. Nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Sa Quật thuộc thành La Duy Kỳ cùng với chốn đại tỳ kheo và 1.250 người và vô số đại bồ tát. Bây giờ ở trong thành, đại nhất phu nhân của tướng quân sư tử mang thai sinh ra một người con trai có nhiều phước đức độ. Vì trời trong hư không khởi âm thanh lớn bảo nên đồng tử ông phải giữ gìn giữ đạo giáo, tư duy về kinh điển cẩn thận, cho nên bàn luận việc thế gian, yêu đạo pháp của phương tiện độ thế, ít nói bỏ việc phong tục, phải về với chánh nghĩa, chẳng chọn lấy mỹ từ mà trau chuốt lời nói. Đồng tử từ xa nghe lời dạy như vậy, nhưng chưa từng nói năng với câu gốc gì cả. Ban đầu chẳng tự hiện tướng trẻ con. Cho đến 7 ngày, mặt mày vui vẻ, không chút ô phiền. Mọi người đến nhìn xem không chán, hoặc có người nói, đứa trẻ này không tiếng, nuôi dưỡng làm gì? Cha mẹ đáp, phải trái tùy theo đời trước, chúng tôi sẽ nuôi đứa trẻ đó. Vì sao? Vì nay xem ra đứa trẻ này dung mạo đoan nghiêm khác lạ, khó lường, chẳng phải là kẻ tầm thường, có thể bị kịp, chân thật, chẳng hư dối. Cha mẹ thân thuộc bạn bè thấy đứa trẻ không tiếng, nhân đấy cũng đặt tên là Vô Ngôn. Thế rồi, đồng tử Vô Ngôn dần dần lớn lên. Đến năm 8 tuổi, mọi người khắp bốn phương đến thăm, xem đều không nhàm chán. Về phương diện ấy hoặc có pháp hội phân biệt pháp nghĩa thì đồng tử liền đi đến chỗ ấy hỏi han, thính thọ lời pháp, tịch nhiên lặng nghĩ, không nói điều gì. Vì một ngày khác, đồng tử ấy cùng với cha mẹ, năm hàng thân thuộc, bằng hữu tri thức đi tới núi Kỳ Sa Quật, đến chỗ Đức Phật đền đại dưới chân, nhìn quanh bên phải ba vòng. Ở trước Đức Thế Tôn vòng tay đứng yên, họ nhìn thấy vô số những Bồ Tát nơi mười phương thế giới tụ hội, có đến hàng ức trăm ngàn triệu vị. Từng vị đều an tọa trong tòa nghiêm tịnh, nên tâm rất vui vẻ, ý thiện phát sinh. Bây giờ hiện giả số là vất bạch Đức Phật, thưa đấng Ti Trung Thiên, đây là đồng tử Vô Ngôn, con của tướng quân sư tử, đoan nghiêm đẹp đẽ, uy quang khó lường như thế. Liền mọi nói năng mà cũng không chỗ nói. Mấy đời trước do có lỗi lầm gì mà sinh ra không có tiếng, lại chẳng thể nói. Đức Phật bảo hiền giả Xá Lợi Phất, dừng lại, hiền giả không được khinh mạng đồng tử Vô Ngôn. Vì sao? Vì người này chính là Bồ Tát. Đại sĩ ở đời Phật quá khứ đã từng gieo trồng mọi gốc đất, cúng dường vô số chư Phật chánh giác. Đảnh lễ dưới chân Phật được bắt tối chuyển, sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh chân. Lúc mới sinh, vị trời ở trên hư không đã tuyên dương bằng âm thanh lớn. Này đồng tử, ông phải giữ gìn đạo lý, suy nghĩ về kinh điển, chứ có làm luận việc thế tục. Vì thế cho nên hôm nay Bồ Tát này đều tịch nhiên chẳng nói, thừa nhận giáo lý thu nhu thuận từ 5 lên 8 tuổi, một lòng lặng im, không nói điều gì, dùng sự an nhiên ấy để phụng hành bốn thiền. Đức Thế Tôn lại bảo hiền giả Xá Lợi Phất, nơi đó chúng sinh nếu có thể nhìn thấy Bồ Tát Vô Ngôn đều thuận theo đạo giáo là do sự vô ngôn ấy. Vì thế hôm nay có pháp hội lớn, sẽ dẫn nói kinh pháp, khai hóa dẫn dắt cho vô số chúng sinh chẳng thể tính kể. Khi đó Bồ Tát Vô Ngôn liền nhập tam muội chánh thọ như hình tượng, hiện rõ điềm lành, khiến cho các thanh dân và chúng Bồ Tát, các hàng trời đồng quỷ thần, Kỳ Đặc Hòa A Tu Lân và Lưu La Chiên Đà La Ma Hầu Lạc Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tắc Ưu Bà Chi, tất cả chúng hội đều thế nơi bàn tay phải hóa ra hoa sen lớn như bánh xe, với bao nhiêu màu sắc tươi đẹp vi diệu, hương thơm khó lường. Người nhìn thấy đều vui mừng, trên các hoa sen đó đều có các vị hóa Bồ Tát tự nhiên ngồi khiết già, với 32 tướng trang nghiêm nơi thân. Bồ Tát Vô Ngôn hiện đại thần túc rồi, cúi lại Đức Thế Tôn và một lần nữa tự quy mạng. Các vị Bồ Tát ngồi trên hoa sen kia cũng đều vòng tay, cúi thấp thân và ba lần tự quy y.
Bồ Tát Vô Ngôn miệng trực tiên đọc bài đảnh lễ quy mạng này, thì tức thời thế giới của chư Phật diệu dư các sông Hằng tự nhiên chấn động đủ số cách, tiếng lớn vang khắp chư thiên trong hư không, ngợi khen như sóng động, mưa xuống mọi thứ hoa, đang xéo nhà khí chẳng tốn mà tự vang lên. Bồ Tát Vô Ngôn chân theo thần lực của Đức Phật, quyền lớn để đạt liền bay lên Phật lên không trung, cách đất 4 trượng chín thước. Chú này Bồ Tát cũng là như vậy, đại sĩ Vô Ngôn ở trong hư không, cùng với các vị Bồ Tát, khác miệng đồng âm, dùng kệ tán thán Đức Phật, không hình mà hiện hình, cũng chẳng trụ ở sắc, muốn khai hóa chúng sinh, hiện thân mà giáo hóa. Phật là không sắc hợp, cũng chẳng chấp hữu vi, đều độ khắp tất cả, nên đạo sư hiện thân. Thì hiện 32 tướng và 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, vì chúng sinh giảng pháp. Pháp tức là không tướng, cũng không có âm hưởng, vô thanh chẳng thù đắc, vô niệm tịch vi diệu, biết rõ pháp pháp Phật tại gốc cây Bồ đề. Đạo ấy chẳng ngôn giáo, ngôn từ không chỗ nói, pháp ấy pháp vô hình, câu tướng chẳng thể được, dùng pháp vô tướng ấy đâu có điều gì nói. Thương xót đến quần sinh, ân lớn của chư Phật, phân biệt không chỗ đạt, lời nói không mất thời, hiểu rõ không thủ đắc, rõ không không chỗ đạt. Do người nuôi lớn này, nghĩa Phật không danh tự, ngôn giáo của hữu vi, chư Phật nhân đấy thuyết, sau đó không sở hữu, vô vi, vô tự nhiên, như hình sắc vô thường, đạo sư duyên kiến tướng, pháp này không sở hữu, kinh này vì chúng tôi. Lúc mới lên 8 tuổi, miệng chưa từng mở lời, lúc mới sinh ra, chư thiên lớn tiếng gọi, do thâm nhập kinh điển, tai chẳng nghe tiếng ấy, dựa đạo nghiệp như vậy, miệng cũng không chỗ nói. Chư ngôn dẫu có dạy, từ ngữ không suốt thông, dùng lời nghĩa là nói, ánh sáng màu sạch trong, niệm thệ nguyện Phật đạo, chí ở nơi đại thừa, sẽ tuyên dương pháp quý, đắc Phật bậc Thế Tôn, đạo tâm chẳng thể đạt, niệm vô tướng vô ngôn, cho nên nói đạo không, giải thoát thành ánh sáng. Lúc ấy đồng tử nói với chúng hội, đạo cùng ngôn giáo bình đẳng không khác, chẳng thể thấy, chẳng thể nắm giữ, điều có thể nói không thể nhìn thấy, miệng nói về chí đạo, người chấp nơi đạo nên có chỗ cầu, xứ sở của nguyện ấy là không sở hữu, chẳng thể thủ đắc nơi chốn thì không chỗ trụ, người trụ như vậy là chỗ đứng của đạo. Các độ vô cực ba la mật cũng là như vậy, và một số các gốc đức khác. Nói về ngôn giáo cũng không chỗ thuyết, mà chỉ là âm thanh không có ngôn từ. Lại nói về bố thí, đại thí, xe thí, đã ban cho có chỗ hướng tới. Trụ ở đạo thì tất cả bình đẳng, bị nói thương xót, bố thí đạo giáo cũng là hành từ. Đạo ấy là tự nhiên, bình đẳng như hư không. Tâm đã hiểu rõ có chỗ thuyết, thì nói ra tất cả điều đó là đều là thanh tịnh. Đạo ấy là cùng khắp vắng lặng, đoan nghiêm như vậy. Thân làm, miệng nói, lòng có điều suy nghĩ. Xả thí, bố thí, tất cả như vậy đều là đối trị phiền não. Cho nên gọi là thiết độ vô cực. Việc đáng khuyến trợ cũng là như vậy. Bố thí chẳng phải là ân huệ của đạo. Cái chấp nơi đạo thì chẳng đưa vào bố thí. Hai việc này chỉ là giả danh, vĩnh viễn không chấp trước, cũng không vướng nó hình tướng. Giả sử thọ đạo giáo như vậy gọi là hành Bồ Tát, mới gọi là thiết độ vô cực. Đối với chủ bố thí, tức là thanh tịnh, tức có sự ban phát và chẳng nghĩ đến quả báo. Ta nghe giới cấm mà chẳng trụ ở sắc thì không chỗ sinh, cũng không chỗ diệt. Đó là giới. Cũng là như vậy. Việc của thân miệng ý nếu không chỗ tạo tác thì đều vô sở hữu mà trở lại phân biệt. Việc nhà nói về nhân duyên hợp thành, miệng có chỗ nói về nhân gọi là giới. Như miệng nói về giới cũng như vậy, hai việc này đều không hình tượng các hành nghiệp của giới cấm. Tất cả ngôn ngữ giả nói đều không chuyên cố. Nói về đạo thì không có ngôn thuyết, miệng ấy đã thông hợp cùng tâm ý, mà hành nghiệp là giới cấm, là khuyến trợ đạo đức. Nói giới là đạo, là một chiếu sáng nơi giới, tất cả không hình dáng, giống như hư không. Có thể hiểu rõ việc này thì gọi
là riêng bước hành báo giới cấm, có thể đạt đến chỗ siêu vượt không ai sánh, hội nhập bình đẳng giác vào đạo thâm diệu không gì sánh, theo đuổi cả thế. Như lời đạo hữu vậy, đạo cũng vậy, không giữ chẳng thể thấy, chỗ nói không chỗ thấy, ta nói là Phật đạo, thằng nguyện cầu đến đạo, chỗ nguyện không chỗ trụ, không trụ không xứ sở, cũng vậy đạo lập nên. Vậy các độ vô cực và chỗ tạo công đức, ngôn từ nhờ âm thanh, chỗ nói không chỗ nói, đều phải gọi bố thí, chỗ thí nên bố thí, mới xứng người bố thí, đều trụ đạo bình đẳng. Nói không, nói thông việc bố thí, nơi việc đạo diễn bày, đạo đó cũng tự nhiên, như hư không bình đẳng. Nếu hiểu rõ tâm tánh, thì lời nói của miệng, tất cả thanh tịnh ấy, lắng nghe đều đến đạo. Thân miệng và tâm niệm, bỏ tất cả phiền não, khuyến hóa cũng như thế, là thí độ vô cực. Bố thí chẳng nói đạo, đạo chẳng dựa ở thí. Hai việc này giả danh, không chấp không hình tượng. Nếu không chỗ tựa nương, thọ nhận đạo cũng vậy, không quả báo vọng tưởng, đó gọi là bố thí. Giả sử nghe giới cấm, chẳng rủ ở sắc hình, chẳng sinh không chỗ diệt, đó là tướng của giới. Giới chẳng hành cũng vậy, thân miệng ý không khác, không làm không sở hữu, chỉ giả có môn thuyết. Nhân duyên hợp có lời, thuyết gọi là giới cấm, như giới, chánh định, tôi, hai việc này vô lậu, các việc đáng giới cấm, tất cả nhờ nói lời, chỗ đạt được đạo nghĩa, vô nghiệp cũng vô ngôn. Miệng nói tâm tạo tác, giới cấm khuyến giúp tu đạo. Giới cấm và đạo giáo, tất cả như hư không. Điều này nếu hiểu rõ, riêng bước vào khắp giới, tức đi ở cùng đạo, đạo sâu màu khó hiểu. Đồng tử lại nói với những người nơi chúng hội, có thể gọi là nhẫn nhục giáo cũng chính là ngôn từ, thấu rõ được về không và nghĩa không mới là nhẫn nhục. Nhẫn như bình đẳng, nên ba cõi cũng như nói về hình loại của nhẫn, vốn không hình tướng, không nhìn thấy, tâm ở đó bình đẳng mới gọi là nhẫn. Nó có thể đạt rỗng lặng là gốc của nhẫn nhục. Âm thanh hương vị là do nhân duyên hợp thành, chúng là không sở hữu, chỉ là văn tự, cho nên tiếng nói thông suốt là nhẫn nhục. Đức Như Lai Chánh Giác nói, có ba nhẫn là thân, miệng và tâm niệm. Nếu có thể hiểu rõ nhẫn nhục này, thì đó gọi là nhẫn. Các rời thân thể ấy ra từng bộ phận mà lòng không sân hận, tha mái và thân ví như tường vách, quán thân như vậy là nhẫn nhục. Xa nghe rõ lời nói ác khẩu, nó có đủ sức nhẫn chịu. Đối với những ngôn từ chẳng ý vị, đó nói là nhẫn nhục. Nếu lại đi vào tất cả tì vết lỗi lầm mà tâm an nhiên, không có ưu kiết, ý có thể phân biệt các văn tự, tâm mới vào đến nhẫn nhục. Nói về nhẫn đạo cũng như thế này, thân miệng ý đều đồng vậy thì mới gọi là đạo. Truyền bá thánh giáo, khuyến giúp vô số, tất cả sự tinh tấn thượng diệu vi tế, với những trung gian hạn ức kiếp tập hợp mà chẳng thể đạt đến thành tựu. Những sự tinh tấn chẳng thể đạt được, thì kể cả đạo đức cũng không chỗ thủ đạt, chẳng thủ đắc nơi các pháp. Đó gọi là tinh tấn. Phi tu tinh tấn, chỉ như có thể chẳng mang lòng kiếp nhược, cũng không sợ hãi. Đó gọi là Bồ Tát đại tinh tấn, dùng hạnh thông đạt cùng cực, lòng từ bi tròn đủ. Ở đây đồng tự nói kệ, có thể gọi nhẫn nhục là điều nói thông suốt, không nghĩa không là nhẫn. Nhẫn bình đẳng ba đời, nói đến sắc tướng nhẫn, không tướng không thể nhìn. Nếu tâm bình đẳng thế, ấy mới gọi là nhẫn. Chân nhẫn vốn vắng lặng, duyên hợp vị thanh lương, vốn không có văn tự, đó mới gọi là nhẫn. Tuyên giảng ba nhẫn này, thân miệng và tâm niệm, nơi cảnh thường bất động, tối suốt mới là nhẫn. Các tường phần thân thể mà lòng chẳng giữ sân, thân thọ như tường vách, đó là nhẫn của thân. Xa nghe lời nói ác, mắng chửi chẳng đối đáp, rõ lời đó mới nhẫn. An trụ trong lời nói, nếu ở những tỳ vết, tâm chẳng mang ái kết. Chữ không nếu đã rõ, thì tâm nhập nhẫn nhục. Như nhẫn đạo cũng thế.
thân miệng ý như vậy, đấy mới gọi là đạo, gọi là chỗ trợ giúp. Nó các chỗ tinh tấn, tối thượng trung vi hạ, tập hợp hạ ức kiếp, chẳng thủ đắc liền thành, tinh tấn chẳng thủ đắc. Đạo cũng không sợ đắc, chẳng đạt tất cả pháp, đó gọi là tinh tấn. Nếu siêng làm như thế, không khiếp nhược cái khó, đó là đại tinh tấn, là Bồ Tát dũng mãnh. Đồng Tu Đạo nói với những người nơi chúng hội, gọi là thiền tư cũng chẳng có ý niệm, kể cả thiền giả cũng không chỗ trụ, bỏ tất cả tưởng, đó mới gọi là thiền độ vô cực, tức có thể tịch nhiên, tự tại không ngôn thuyết, không phóng dật, để khỏi các lậu, tiêu đốt tất cả phiền não, gọi là thiền độ vô cực. Tâm đối với các pháp chẳng khiến duyên dựa, ở tâm lìa khỏi tâm gọi là thiền độ vô cực. Tâm và thiền định thường dẫn đến ý đạo, luôn lấy bình đẳng quan sát mọi việc ấy. Nếu có thể bình đẳng đối với những điều quan sát, không có tà chánh, đó gọi là Phật đạo. Chẳng vì khó được, không có văn tự, cũng không có lời nói, chẳng thể rút ráo, cũng không sở hữu, không có phóng dật, cũng chẳng phóng túng theo ý mình. Đây mới gọi là trí độ vô cực. Không có cõi này, chẳng qua bờ kia, lại đối với đây kia mà không chỗ trụ, chánh lập pháp giới, bằng không chỗ trụ, cũng không tham chấp, cũng không văn tự, không chỗ ban tuyên, đã không văn tự lại chẳng giả khỏi tất cả tư tưởng, hoặc có thể mở bày tòa nhận đối với pháp này, mới gọi là trí độ vô cực. Sơ đồ vô cực cũng là như vậy. Giả sử có người quan sát bình đẳng, tôi có thể bình đẳng đối với tất cả các pháp. Cũng có thể bình đẳng với tất cả chúng sinh. Nó có thể đồng hình tướng nơi hết thảy pháp, tức có thể bình đẳng với mọi chúng sinh. Nó có thể bình đẳng với mọi chúng sinh thì có thể bình đẳng với tất cả chư Phật. Bình đẳng với tất cả chư Phật thì có thể phụng tu nhân thiết trí. Vì thế Bồ Tát luôn dũng mãnh, vô ý, đây gọi là trí tuệ vô tận. Nó có thể thuận theo lời giáo hóa này, tức thuận theo pháp nhãn chẳng thể nghĩ bàn. Đến đây đồng tử nói kệ tụng: hành thiền không chỗ nghỉ, chuyên tâm không chỗ trụ, đoạn tất cả các tưởng là tịch độ vô cực, tự tại và tịch nhiên, hết các lậu buông lung, trừ bỏ mọi phiền não là tịch độ vô cực. Tất cả pháp tâm ấy chưa từng khiến duyên dựa, vô tâm thoát khỏi tâm, vắng lặng qua bờ kia, kể ra đạo với tâm quan sát đều bình đẳng, quan sát bình đẳng Phật đạo chẳng khó được. Xả văn tự vô ngôn, không gốc không sở hữu, chẳng thích chẳng phóng túng, mới gọi là trí tuệ. Không đây chẳng bờ kia, không trụ ở đây đó, chánh lập ở pháp giới, chẳng trụ không chấp trước, văn tự không băng bố. Chẳng dây tất cả tưởng mà thọ nhận các pháp, mới gọi là trí tuệ. Các độ vô cực ấy đồng một loại nhận biết, thì bình đẳng các pháp, bình đẳng với chúng sinh. Do bình đẳng các pháp nên bình đẳng chúng sinh. Bình các pháp đẳng với bình đẳng nhất thiết trí, cho nên gọi Bồ Tát đại trí tuệ dũng mãnh, thuận theo giáo lệnh này, pháp nhãn chẳng thể bàn. Đồng tử vì các vị chánh sĩ nói chương cố này phân biệt chỗ hướng đến, đã làm cho 1.200 người đều phát ý đạo vô thượng chánh chân. Sau bằng vị Bồ Tát được pháp nhẫn vô sở tùng sinh. Các vị Bồ Tát ngồi trên tòa trên hoa sen, tức thời lui xuống, đảnh lễ dưới chân Phật và lại đảnh lễ Bồ Tát Du Ngôn, đều thưa: thưa Bồ Tát Du Ngôn, chúng tôi vì báo đáp ơn của Thánh Sư, kính ưa chánh pháp, phụng sự kinh điển, tu hành hiếu thuận mà có đến đi lui tới. Hiện giả sẽ lại phát bạch Phật: kính thưa Thế Tôn, các vị Bồ Tát này, vì có gì mà tiêu nói lời nói như vậy, cho có hiếu thuận mà có đến đi lui tới. Đức Phật bảo hiện giả Sa Lợi Phất: các vị Bồ Tát này đều do sự khuyến pháp của đại sĩ Du Ngôn khiến họ tiêu nói đạo giáo, dạng dạng ân từ, ân nghĩa, phép tác và giáo lý đại thừa chánh chân vô thượng, khai hóa người chưa nghe, khiến họ phát ý đạo. Đó là hiếu thuận mà có tới lui báo đáp ơn Thầy, nên hôm nay đến tạo công đức cúng dường, cũng muốn nhìn thấy ở pháp hội này việc kính cẩn phụng sự Phật Thánh.
nghe xét kinh điển, hỏi han nhận lấy điều được nghe. Bây giờ Bồ Tát vô ngôn bạch Đức Phật, Đức Thế Tôn: Con muốn tự hỏi Đức Như Lai chế chân đẳng chánh giác, chỗ nghi có trong lòng. Nếu được Đức Thế Tôn cho phép thì con mới dám trình bày. Đức Thế Tôn liền bảo Bồ Tát vô ngôn: Ông cứ tùy ý thưa hỏi. Những điều chưa rõ, Như Lai mội mội sẽ vì ông mà giải bày, có thể làm vừa lòng ông, khiến ông không còn nghi ngờ nữa. Hiện giờ Xá Lợi Phất nói với Bồ Tát vô ngôn: Thưa tộc Tánh Tử, đại sĩ chẳng thể nói năng, thì sao lại muốn hỏi Đức Như Lai về nghĩa lý? Vô ngôn đáp: Tất cả các pháp đều không văn tự, cũng không ngôn từ. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều tự nhiên, không có các ngôn giáo và mọi niệm tưởng. Thưa Hiền giả Xá Lợi Phất, do chỗ ý niệm trong tâm mà miệng nói ra ngôn từ, nếu không nghĩ gì thì không thể, việc thì không gì để nói. Chỗ niệm của tâm đều rỗng lặng không thật. Lời nói chẳng thể nói, chẳng thể chỉ bày cho người, cũng không thể tụ đắc. Hỏi han hành niệm tư tưởng chấp trước đều không sở hữu mà không văn tự, sự rõ lặng rỗng lặng ấy cũng không niệm tưởng, cũng chẳng tuyên nói nơi văn tự thông suốt. Các hành niệm ấy chẳng tự tưởng nghĩ nói năng. Tôi sẽ nói bày về việc nói của văn tự. Văn tự chẳng nghĩ là sẽ hành niệm tưởng để thông suốt việc nói của văn tự. Thưa Hiền giả Xá Lợi Phất, mẹ hai duyên khởi thâm diệu như vậy khó đạt được. Nhân duyên sinh ra thì tự nhiên tỏ rõ sự không sở hữu. Giả sử tự nhiên không sở hữu thì không có việc đạt đến sự thành đạo. Thưa Hiền giả Xá Lợi Phất, tất cả các pháp đều không có chỗ thành của nhân duyên, nương vào không chỗ trụ mà có sự tạm tác. Nhờ nói duyên mà hợp, cho nên nhân duyên không có sự không lập. Thưa Hiền giả Xá Lợi Phất, tất cả các pháp đều không có chủ thể, vua cũng không phải luôn là chủ. Do không có chí niệm, tư tưởng của mình dông đủ nhiều chỗ, tưởng đối đãi mà có ý niệm ở nơi các tưởng, những điên đảo từ chỗ ấy khởi sinh. Điều đó nếu có hỏi mà thấy khó hỏi, tức chỗ tưởng niệm nhận biết tất cả pháp ấy, hữu tưởng vô tưởng đều là một tướng, gọi là vô hữu tưởng. Điều sở dĩ hỏi đó chính là hạnh Bồ Tát với tâm đại bi. Thưa Hiền giả Xá Lợi Phất, do vậy nên tôi không phát tâm đại bi thưa hỏi Đức Như Lai. Tôi chẳng dùng ngôn từ âm thanh và ngôn giáo để hỏi, mà trụ ở việc hỏi của Bồ Tát đại bi. Hiền giả Xá Lợi Phất hỏi: Thưa tộc Tánh Tử, giả sử không chúng sinh, không có người vật, thì Bồ Tát nhớ vào đâu mà hân khởi tâm đại bi với chúng sinh? Đồng tử dùng ngôn đáp: Thưa Hiền giả Xá Lợi Phất, giả sử chúng sinh chẳng cầu thành tựu mà đến với đạo thì đó mới gọi là Bồ Tát. Chẳng đối với chúng sinh hơn phát tâm đại bi, nhưng chúng sinh không có chúng sinh khởi chúng sinh tưởng, nên Bồ Tát ở nơi chúng sinh mà hơn phát đại bi. Giả sử nói có người thì ngược lại như vậy. Tất cả năm đường giống như huyễn hóa, thật khổ thay cho những kẻ điên đảo. Không có chúng sinh khởi tưởng về chúng sinh, cho nên vì họ mà giả nói kinh đạo, khiến họ không còn thấy có tôi ta gốc ngọn đều không. Do đó Bồ Tát và các chúng sinh hưng phát đại bi, không chỗ phá bỏ, chẳng hủy sở hữu, chẳng hỏi ta tôi thọ mạng người. Vậy nên nói Bồ Tát vào với đại bi, dẫn đường tạo lợi lạc cho chúng sinh. Thấy thông tỏ như sự phân minh và không, và sự cấu nhiễm của những khách trần đã có thể dẫn nhập cùng vào tất cả các sắc, tự quán thấy tận gốc đều thanh tịnh. Thế nên Bồ Tát đối với chúng sinh phát khởi tâm đại bi. Hiện giả Xá Lợi Phất khen Bồ Tát vô ngôn: lành thay tu tập Tánh Tử, thật như điều đã nói là một chứ không có khác. Lại theo bậc nhân hiền, người hướng về, người lắng nghe sự giảng nói với biện tài nên muốn nêu hỏi, và theo bậc chánh sĩ nhận lấy sự chân thành nghĩ bàn như vậy về pháp đã ban bố, thì hiện vấn đạo thuyết giảng kinh pháp
sẽ khiến cho quân ma chẳng được thuận tiện, khiến cho giáo pháp của Đức Như Lai được đứng vững lâu dài. Những chúng hội này, các hàng trời rồng quỷ thần, kiện đạp hoàng Atulân, già lâu la, chân đà la, ba hô lạc, nhân phi nhân, đều được ánh sáng đạo pháp không lường. Lúc này Du Ngôn, Bồ Tát Du Ngôn bạch Đức Phật: Thưa Thế Tôn, Thế Tôn thường nói người tu chánh kiến có hai nhân duyên, nghe âm thanh của người khác và tư duy về hành ấy. Hay Thầy, thưa bậc đại thánh, nguyện xin Đức Như Lai chỉ chân chánh giác phân biệt nêu rõ sao gọi là Bồ Tát nhận được âm thanh khác, sao gọi là tư duy, sao gọi là chánh kiến của thánh hiền. Đức Phật bảo Bồ Tát Du Ngôn: Này tộc thánh tử, hãy lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ. Hôm nay ta sẽ phân biệt nêu bày như việc Bồ Tát nhờ vào âm thanh khác, nhân đó suy nghĩ phụng trì theo chánh kiến của hiền thánh. Lành thay, thưa Thế Tôn, con nguyện muốn nghe. Bồ Tát Du Ngôn cùng với đại chúng, chúng hội thọ nhận lời dạy bảo và lắng nghe. Đức Phật nói: Này tộc thánh tử, nếu có Bồ Tát khuyến hóa chúng sinh vào với Phật đạo, đó là Bồ Tát phân nhờ âm thanh khác, giả sử khiến cho lòng người ấy chẳng mang rối loạn, đó là tư duy. Giả sử bình đẳng quan sát nơi ý đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Lại nếu nghe xét đạo pháp nhu thuận, đó là phân nhờ âm thanh khác. Nếu có thể phụng trì đạo nghĩa của Phật, đó là tư duy. Nếu có thể phụng hành đạo Bồ Tát, chứng được pháp nhẫn, đó là chánh kiến của hiền thánh. Lại nói này vô ngôn, nếu có tuyên dương và tuệ cho thượng chánh chân chi diệu đã nghe, đó là phân theo âm thanh khác. Nhà sư có thể thông đạt chẳng kể tôi ta, đó là tư duy. Chí tánh thanh tịnh không có vô nịnh, phát khởi nghiệp lớn, đó là chánh kiến của hiền thánh. Điều nghe thuận nghĩa chẳng trái pháp, đó là phân theo âm thanh khác. Tu mọi gốc đức, đó là tư duy. Hành động vi diệu khuyến trợ với đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Duyên tình nghe nhận là phân theo âm thanh khác. Cầu đạt nghĩa đặc thù, đó là tư duy. Khuyến trợ đạo ý chưa từng bỏ quên, đó là chánh kiến của hiền thánh. Thuận niệm như cần sự khuyến trợ đạo ý, chẳng lùi bỏ chỗ ban đầu, bình đẳng quán hiền thánh, buông bỏ tất cả điều có thể nghe, nghĩ đó là vân theo âm thanh khác. Tất cả sự đáng tôn kính đều có thể thí cho, không chút luyến tiếc, đó là tư duy. Chẳng mong sự báo đáp của người khác, chẳng tham đám đạo. Đến với đại thừa, đó là chánh kiến của hiền thánh. Nghe biết lời dạy sâu màu của giới cấm, thì đây là vân theo âm thanh khác. Sự chấp trì giới, tâm không cho tập quen, đó là tư duy. Giới không sợ hành, dốc lòng tin chỉ chân, khuyến trợ nơi đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Lắng nghe về nhẫn nhục, nhân nghĩa, đại từ, đây là phân nhờ âm thanh khác. Mặc lòng thương xót, không có tâm tổn hại, đó là tư duy. Rốt ráo, nhàn tĩnh, tin hết thảy các pháp đều khuyến trợ Phật đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Lắng nghe tinh tấn thuận theo, đó là phân nhờ âm thanh khác. Tâm ấy chẳng trụ biến nhát có bẩn, đó là tư duy. Không hợp, không tan, không điều lỗi lầm, ân cần tinh tấn để khuyến trợ đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Khiến nghe thiền định, ba cửa giải thoát, tam muội chánh thọ, đó là phân nhờ âm thanh khác. Việc làm của tâm mà chẳng thể tu đắc, quán sát gốc của tâm, đó là tư duy. Vì thu thiền định chẳng đối vào điên đảo, khuyến trợ Phật đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Lắng nghe về thân, rễ hoa trái của trí tuệ, đây là phân nhờ âm thanh khác. Theo pháp đã nghe, quan sát sự hướng về của gốc ngọn, đó là tư duy. Từ bỏ mọi bờ đáy ngọn nguồn của các dòng chảy, khai hoa ý đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Dù bốn nhiếp pháp để chỉ bày, lãnh hội và hiểu rõ điều đã nghe, không chấp trước, đó là phân nhờ âm thanh khác. Chưa từng buông xả, giáo lý bốn nhiếp pháp, đó là tư duy. Chỗ có thể cứu độ ban ơn cho chúng sinh, nghĩ ấy bình đẳng, khai dẫn và an lập ở nhất thiết trí, đó là chánh kiến của hiền thánh. Tương bốn phạm hạnh, từ bi hỷ xả, đây là vân nhờ âm thanh khác. Chẳng trừ bỏ tâm thương yêu mọi loài, cũng không hủy hoại. Chỗ có thể phụng hành chẳng cầu danh xưng, đó là tư duy. Tuân thích nơi không, vô vì chúng sinh nên tu từ bi, do pháp mà tự hiện hành sự hỷ lạc, và hai quả báo nên khuyến trợ đạo đức, đó là chánh kiến của hiền thánh.
Giả sử khi lắng nghe bốn phân biệt biện, tức là vân theo âm thanh khác, quan sát uy nghi pháp tắc của các pháp, đó là tư duy, tư nghĩa pháp mà bình đẳng nơi sự bình đẳng, chỗ hành đầy đủ, khi phát ý đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Nếu nghe điều nói phùng hành, sơ dẫn dắt tạo lợi lạc dễ diệu, đó là dân theo âm thanh khác. Thuận ở thuận đi mà chẳng xa lìa, đó là tư duy, chương cố giấu gió đạo, tùy nơi mỗi xứ sở mà bóng bố Phật đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Nó có thể khiến nghe 37 phẩm trợ đạo của chánh giác, đó là phân nhờ âm thanh khác, tu tập nơi chỗ dừng của ý thì chẳng rối loạn, hành đến nơi sự đoạn dứt vọng ý, chưa từng bị mê hoặc theo tâm bất thiện, luôn thuận theo chí của đức nghĩa. Thần túc ấy là tinh tấn thiền định, chẳng mang lòng khiếp nhược, giúp tâm tinh như vậy, hiểu rõ chương cố, chẳng thoái chuyển, tuệ có thể quan sát từng mỗi đối tượng, tâm nhờ pháp lực chẳng hành theo phiền não, vào pháp giác ý nơi tâm đạo bình đẳng, đó là tư duy. Giả sử không ý, không có suy tư, đình chỉ bốn ý, chẳng khởi, chẳng diệt. Do bốn ý đoạn thì nhu hòa thân tâm. Do bốn thần túc thẩm xét như chân đế, hiểu rõ như thế, hướng về như vậy. Cầm dao trí tuệ cắt đứt mọi cấu bẩn, ái dục chẳng tan, do đã chánh pháp. Nhưng với giác ý thì quán bình đẳng không có hai việc, trở về đường thẳng, khuyến giúp đạo tâm, đó là chánh kiến của hiền thánh. Nếu khiến lắng nghe bốn thánh đế, đó là vâng theo âm thanh khác, khổ hoạn nơi năm ấm, ách nạn nơi tam ái, diệt hết quả báo của nhân duyên phân tập, vào nơi đường thẳng, đó là tư duy. Tuy ở với các khổ mà trí tuệ không chỗ khởi niệm, trụ nơi các chỗ tập, trí tuệ không chỗ tập, đối với các chỗ tận, tuệ tận rốt ráo, do đi trên đường thẳng, trí tuệ không chấp trước, khuyến phát đại đạo, đó là chánh kiến của hiền thánh. Nếu nhờ nghe giận ở ba cửa giải thoát, đây là văn nhờ âm thanh khác. Thuần tinh ở không nên chẳng sợ vô tướng, với phương nguyện không chỗ chí cầu, đó là tư duy, chẳng sinh hành không, khai hóa các biết các kiến, hưng khởi vô tướng và bảo dẫn dắt tất cả các hành nơi tướng, phát khởi nó vô nguyện là chỗ sinh ra sự chí thành, đó là chánh kiến của hiền thánh, khiến bắt đầu phát ý thuận theo nghiệp lớn. Đây là văn theo âm thanh khác. Tu hành Bồ Tát chẳng bỏ tất cả, đó là tư duy, chẳng thoái chuyển địa, sẽ thành chánh giác, đó là chánh kiến của hiền thánh. Gặp được thiện tri thức theo lời dạy của vị ấy, đây là văn tự âm thanh khác. Mắt thấy Đức Thế Tôn, hỏi hàng thánh thọ con đường thánh, đó là tư duy, đúng như lời nói, chẳng trái với điều đã nói, thân miệng tương ứng, đó là chánh kiến của hiền thánh. Nghe lời giảng pháp bình đẳng, giới sự mê hoặc thì đây là văn theo âm thanh khác. Quan sát chủ về của pháp, của các pháp nghĩa thì đó là tư duy. Phụng hành pháp nghĩa chẳng mất đạo giáo thì đó là chánh kiến của hiền tánh. Thân cận Như Lai, hỏi hàn thánh thọ sẽ ban tuyên của Như Lai thì đây là văn theo âm thanh khác. Biết phân biết đạo mà tâm chẳng bỏ đại đạo, đó là tư duy. Thọ nhận phụng hành có sự khai hóa có thể khiến thành tựu, đó là chánh kiến của hiền tánh. Giả sử có thể nghe nhận tám vạn bốn hàng các pháp đạo phẩm pháp, đây là vân theo âm thanh khác. Hiểu rõ phân biệt tám vạn bốn ngàn hạnh của chư Phật, đó là tư duy. Tám vạn bốn ngàn loài chúng sinh căn cơ mỗi một đều khác mà nói pháp đều khác hợp, đó là chánh kiến của hiền thánh. Ở mọi nơi mọi chỗ sinh sống không có gì ưa thích mà phát tâm công đức, đó là vân theo âm thanh khác. Giả sử tâm ấy chẳng xa công đức, đó là tư duy, dùng tâm công đức đó chuyên cần tinh tấn khiến trợ nơi nhất thiết trí, đó là chánh kiến của hiền thánh. Này tập thánh tử, giả sử tuần theo niệm thì trường thọ xuống là vô cùng, không đầu không đuôi, thì đó là chánh kiến của hiền thánh. Vì sao hiện năm đường xây vần như hiện hóa mộng ảnh tiếng vang dần nắng trong đáy nước thân cây chuối, hiểu rõ như vậy là văn thể âm thanh khác. Tất cả các pháp đều bình đẳng, không tiếng lực thì đó là tư duy, nó đạt đến bình đẳng mới là chánh kiến của hiền thánh. Gọi là tư duy thì chẳng nâng lên, chẳng hạ xuống, ở nơi tất cả pháp không ứng chẳng ứng, không tiếng chẳng tiếng, không sự chẳng sự, không hành chẳng hành, không niệm chẳng niệm, không tưởng chẳng tưởng, không ý chẳng ý, không nghĩ chẳng nghĩ, không tâm ý giáo, đó gọi là nhập pháp môn bất nhị. Hiểu rõ
một phẩm không hợp không tan không trái không thuận, hiểu rõ nghĩa sâu, bản tánh thanh tịnh tất rất là sáng rõ, mà phải giảng nói không tối không sáng không đục không trong không có thứ lớp, tức là pháp giới không có sự phá hoại đối với bản tế, chẳng bị lay động, giàu giới vô bản, ở nơi ba đời không chỗ ở, không ngã không nhân, không thọ không mạng không âm không thanh của các phân tử, giá nghĩa lý không có chỗ thu đạt, không có tài nghiệp, không chỗ đặt để được những tận cùng, tất cả chỗ hành không có các niệm, lìa tất cả tưởng, đoạn dứt hết thảy việc phóng dật, diệt trừ hết tất cả các việc hành niệm không chấp trước, bỏ các sự chấp trước, cao vời vợ cho đến sự khen ngợi của Như Lai về vô tri. Về vô vi, các bộ các tượng đó là bình đẳng, không có hình mạo, mỗi một đều ứng với tư duy. Giả sử hành giả từ tâm bụi khỏi dậy thì dùng pháp này, ghi chúng sinh và người khác dạy nói, liền ở chỗ ấy tìm kiếm nguồn gốc, ứng đúng với tư duy mà trị liệu, không bị dao động, đó gọi là đứng ở chánh kiến của Hiền Thánh Đại Bi. Khi Đức Phật dạy nói về chánh kiến của Hiền Thánh, có một vạn vị Bồ Tát đã được chánh kiến của Hiền Thánh. Bây giờ Hiền giả sẽ là Phật nói với Bồ Tát vô ngôn, tư tập thánh tử, từ đầu nghe pháp mới có thể hơn phát chánh kiến của Hiền Thánh. Bồ Tát vô ngôn đáp: Thưa Hiền giả sẽ là Phật, tôi đã nghe pháp từ chỗ không tạo tác, chẳng từ tâm quá khứ mà đến được đạo, cũng chẳng vị lai, cũng chẳng hiện tại, bình đẳng nơi ba đời, bình đẳng nơi tất cả pháp, có nơi hướng tới mà không chỗ quy về, cũng không có pháp, cũng không chỗ bình đẳng, tôi tự nơi chỗ đó mà nghe pháp, chẳng hữu vi, chẳng vô vi, không thức, không trụ, không tâm ý thức, đối với tất cả pháp không có chỗ để phụng thờ, ngang dừng tất cả âm tâm chúng sinh, có thể làm vui mọi người, chứ nghĩa lý không chỗ thu đạt, cũng chẳng dao động, ở nơi không lực độc mà không chấp trước. Tôi chính từ nơi ấy mà lắng nghe pháp, thấy sinh ra đời là chẳng sinh, chẳng khởi tất cả pháp, chẳng chỗ hưng khởi, phân biệt không gốc mà không có chỗ nói. Tôi chính từ nơi ấy mà lắng nghe pháp, trụ ở pháp giới ấy, cùng người ở cõi người, pháp giới, nhân giới và hư không giới, không hề sai biệt, mà đã nơi các cõi không chỗ sinh, chẳng tạo ra bao nhiêu cõi. Tôi chính từ chỗ đó mà lắng nghe pháp, chẳng ở đào tràng, chẳng ngồi nơi gốc cây, cũng chẳng kinh hành, cũng chẳng đắc Phật, chẳng dựa vào đạo, chẳng bỏ thế tục, khiến cho mọi người chẳng khởi chấp trước, cùng tạo tâm niệm Như Lai đắc đạo, cũng chẳng đắc đạo, được tướng tốt hoặc chẳng được tướng tốt. Chân đắc đều từ tánh bản tịnh tự nhiên. Thưa Hiền giả Sa Lợi Phất, pháp là không thể nắm giữ, mà chẳng thể nắm bắt, tức là không có thân. Do không có thân nên không sự thành tựu, do không chỗ thành tựu nó không chỗ sinh, do không chỗ sinh nó không chỗ khởi, do không chỗ khởi nó không hết mất, do không hết mất nó không chấp trước, do không chấp trước nên chẳng dao động, do chẳng dao động nên không chỗ tạo tác, do không chỗ tạo tác nên như nước chảy nhanh, như nước chảy nhanh nên không chỗ thu đất, do không chỗ thu đất thông qua bờ kia, thông qua bờ kia thì không xuống thấp, chẳng xuống thấp thì không có vật chứa, đã không có vật chứa thì không chỗ ứng hợp, đã không chỗ ứng hợp tức lìa khỏi ái dục, đã lìa khỏi ái dục thì không có tưởng, đã không có tưởng tức đoạn dứt mọi loạn động, đã đoạn dứt mọi loạn động thì bản tánh thanh tịnh, đã đến thanh tịnh thì không có câu ế, đã không có câu ế thì không phiền não, đã không phiền não thì không đồng hình tưởng, đã không đồng hình tưởng thì trụ ở bình đẳng, đã trụ ở bình đẳng thì an lập không động, đã an lập không động thì không chỗ cầu, đã không chỗ cầu thì như chân đế, đã như chân đế thì thấu rõ như thật, đã thấu rõ như thật thì không sở hữu, đã không sở hữu thì ở nơi các duyên mà không đối tượng duyên, đã ở nơi các duyên không có đối tượng duyên, tức qua khỏi cảnh giới, đã qua khỏi, đã qua các cõi thì chỗ khởi không chỗ khởi, không chỗ nâng lên, đã không chỗ nâng lên thì không chỗ hạ xuống, đã không chỗ xuống thì không có cửa, đã không có cửa thì liền lìa khỏi con giáo, đã lìa khỏi con giáo thì qua được thức cứu, tâm thức qua vùng ngôn ngữ, đã qua được thức cứu thì chẳng trở về, đã chẳng trở về thì không có xứ sở,
đã không có xứ sở thì không có phi xứ, đã không có phi xứ thì không gieo trồng, không gieo trồng thì không rễ mầm, đã không rễ mầm thì vô vi, vượt qua dấu vết của các tất tịch nhiên, đã đến tịch nhiên thì rốt ráo tự tại, đã đến tự tại thì không mưu nghĩ, đã không mưu nghĩ thì rốt ráo không hận, đã đến không hận thì đến hiểu rõ ý, đã đến hiểu rõ ý thì chẳng còn khởi niệm, đã không còn giấy khởi niệm thì trở về đạo bình đẳng vô vi, đó là pháp. Thưa hiền giả, sao lại pháp như vậy nên chọn việc thuyết kinh như vậy? Người chánh kiến ấy là hạng người nào? Người chánh kiến ấy bình đẳng với thân mình. Để bình đẳng với thân mình thì lìa hỏi hồi hộp. Đã lìa hồi hộp, hợp hội thì ở nơi bình đẳng, chẳng thấy bình đẳng. Thế các chỗ nhận biết như không có chỗ tự nghĩ. Thứ hiện giả sớ đại Phật đó là tuyên nói thông suốt về pháp luật của hiện thánh, chánh kiến. Bồ Tát Vô Ngôn nói với hiện giả sớ đại Phật, như bình đẳng chứa vô minh, tham đắm nơi ái, thì cũng bình đẳng với trí tuệ giải thoát. Bình đẳng với diệt độ, không làm, chẳng làm. Đó là bình đẳng đạt đến của chánh kiến hiện thánh. Nếu có chỗ nhìn thấy mà chẳng thủ lấy cái thấy khác, thì đó là chánh kiến của hiện thánh. Lại nữa, thứ hiện giả sớ đại Phật, nó có thể bình đẳng với dâm nội si, tức là bình đẳng với tướng giải thoát không? Không tướng, không nguyện, tức là một tướng, nghĩa là về với vô tướng được, thì có thể về với sự bình đẳng này. Đó là chánh kiến của hiện thánh. Lại nữa, người ở nơi chánh kiến đối với các sự bình đẳng chẳng tạo ra hai việc. Đã không hai việc thì chẳng trụ ở chỗ tương ứng. Đã không tương ứng thì chẳng có chỗ trụ, chẳng được các pháp, vì tất cả bình đẳng không sai khác. Đó là chánh kiến của hiền thánh. Lại nữa, bình đẳng không hai, tức là bình đẳng với chúng sinh, tức là bình đẳng với chư Phật, tức là bình đẳng với các pháp. Để bình đẳng với các pháp thì bình đẳng với cõi nước, để bình đẳng với cõi nước thì bình đẳng với hư không. Đối với bình đẳng ấy, nếu chẳng chuyển dời thì có thể ở nơi bình đẳng này mà trụ vào bình đẳng, tu không xứ sở. Đó là chánh kiến của hiền thánh. Thưa hiền giả sẽ lời Phật, cho nên như hình loại của pháp, người nghe cũng vậy, chánh kiến cũng như vậy. Lại nữa, thứ hiện giả sớ lại Phật, trưởng lão làm hưng khởi chánh kiến chăng? Từ đâu để nghe pháp, chủ nhận thức là loại gì? Hiện giả sớ lại Phật đáp, tư tập thánh tử. Như tôi hôm nay nghe chỗ giảng nói được pháp, xét về nghĩa quy hướng ấy, mà có chỗ thuyết giảng đều rơi vào sự thiếu sót. Bồ Tát Vô Ngôn đáp, đúng vậy, thưa hành giả sa lợi Phất, dám có ngôn từ đều rơi vào thiếu sót sai lầm. Hành giả sa lợi Phất lại hỏi, thưa tộc tánh tử, chỗ thuyết dân về phước đức, vô lượng của Đức Như Lai chế chân, thì chỗ thuyết ấy đều có rơi vào thiếu sót sai lầm. Bồ Tát Vô Ngôn đáp, đúng vậy, nói như vậy mà không có chỗ nêu bày, nên chẳng rơi vào sự thiếu sót sai lầm. Vì sao? Vì Đức Như Lai chỉ chân, chẳng giấy khởi danh đức, chẳng phải hâm mộ phước hơn hết của mình. Vì sao? Vì Như Lai ấy là không đức, không sân. Nếu nghĩa của Như Lai là không gốc, thì Như Lai cũng là như vậy. Ở nơi không gốc mà chẳng chuyển động, nếu có chỗ chẳng mong muốn đức hơn hết của Như Lai, thì chỗ hâm mộ đó là không bình đẳng, cũng không thiên lệch với dục, không dục. Cái chỗ hâm mộ tức là rơi vào chỗ thiếu sót sai lầm. Hiện giả sẽ là Phật hỏi, thưa tộc thánh tử, sao gọi là ở nơi pháp mà không thiếu sót sai lầm? Bồ Tát Vô Ngôn đáp, không có bốn đại năm ấm sáu nhập, chẳng dùng đỉnh đầu thọ nhận, không có sự mời gọi đến, ác không chỗ hành, chẳng có ngôn từ, không đăng bảo, chẳng phải không đăng bảo mà đối với đạo pháp khiến cho tâm ý thức không chỗ sinh khởi sinh. Đó là pháp không sai lầm. Giả sử có khởi tâm ý thức, tức là rơi vào sự thiếu sót sai lầm. Nên đối với các pháp có làm không làm, thì rơi vào thiếu sót sai lầm. Đối với các pháp không làm, chẳng phải là không làm, mới là không thiếu sót sai lầm. Lại nữa, nếu đối với các pháp có chỗ phân biệt, không có chỗ diệt trừ, mà có chỗ hành, có chỗ tạo tác chứng, thì rơi vào chỗ thiếu sót sai lầm. Nếu không hiểu rõ, không trừ chỗ bỏ đi, cũng không chỗ hành,
chẳng có tạo tác cho đất mới là không thiếu sót sai lầm. Giả sử có chỗ thấy, không có chỗ nghe nói, giáo hóa thu đạt được cho hướng về của sự hiểu biết, thì nói vào sự thiếu sót sai lầm ở nơi tất cả cõi mà không chốn hành mới không sai lầm thiếu sót. Nếu có sự nhìn thấy công đức hay lỗi lầm thì rơi vào sự thiếu sót sai lầm. Giả sử việc hành dụng không có tỳ vết, không có xung tuận công đức, cũng không có chỗ nhận thấy thì mới không thiếu sót sai lầm. Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Vô Ngôn: lành thay, này tập tánh tử. Nếu muốn giảng giáo pháp thì phải giảng nói như thế. Lúc ấy có 12.000 vị Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sở tùng sinh. Bồ Tát Vô Ngôn là bạch Phật, còn biết được Đức Như Lai và các Bồ Tát mà giảng nói về bốn lực: một, tánh lực; hai, tinh tấn; ba, ý lực; bốn, trí lực. Thưa Đức Như Lai chỉ chân đẳng chánh giác, xin Như Lai phân biệt nói rộng về bốn phẩm lực này. Sao gọi là Bồ Tát? Dốc hết sức tinh, sức tinh tấn, sức ý, sức trí tuệ. Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Ngôn: ông hãy nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ. Lành thay Thế Tôn, có nguyện xin muốn nghe. Bồ Tát Vô Ngôn phân lời Đức Phật và lắng nghe. Đức Phật nói: này Tộc Thánh Tử, giả sử Bồ Tát tin pháp của chư Phật, ưa thích thuận theo, chẳng mang tâm hồ nghi, cũng không do dự, thì đó là tánh lực. Chư Phật khi xưa tinh tấn cầu đạo, chí hâm mộ kinh điển này, chẳng hề lười biếng phế bỏ, chẳng mang tâm khiếp nhược, cũng chẳng thoái chuyển, đó là tinh tấn lực. Nếu thâu lấy chi ấy, tập hợp gốc đức, không có quên mất, ý ấy chẳng loạn, chẳng xả tâm đạo, đã có thể hưng phát lòng chân chánh khuyến giúp nơi đạo, đó là ý lực. Vì tôi đi sáng ở nơi tất cả pháp, chẳng cần tuệ của người khác mà được tự tại, tuệ không chướng ngại, đó là trí tuệ lực. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Vô Ngôn: tôi nói hiền tánh, đi vào ba cõi không chỗ nghi nan, đó là tánh lực. Hành hóa tinh cần, cung kính phụng thuận, đó là tinh tấn lực. Ý niệm trong tâm thường nghĩ đến điều ban bố thí dạy của hiền thánh, chưa từng bỏ quên, đó là ý lực. Nếu theo chí thánh, chỗ nghe của trí tuệ là gốc nơi kinh điển, nó có thể phụng hành, đó là trí lực. Là nơi giả sử giúp tinh diệu quả báo của tổ phước chẳng hề nghi loạn, đó là tánh lực. Nó có thể siêng hành dụng mà chẳng phải là hành, chẳng vì sự hành dụng ấy, đó là tinh tấn lực. Nghĩ đến sự hứng khởi hành nghiệp nhất định không hư hoại, đó là ý lực. Nó có thể hiểu rõ chỗ không có tội phước báo ứng, có thể phân biệt tất cả các pháp, đó là trí lực. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Vô Ngôn: giả sử tâm niệm ấy lắng trong không cấu uế, có thể thâu lấy ý niệm và thuận theo lời dạy của đạo, đó là tánh lực. Chỗ thọ nhận của ý được nuôi dưỡng, đó là tinh tấn lực. Nếu khiến cho tâm ấy luôn thuận theo chí nguyện duy nhất, đó là ý lực. Tâm quan sát các pháp tất cả đều như huyễn, đó là trí lực. Lại nữa, tin tất cả pháp đều là không có không, đó là tánh lực. Vì tôi tinh tấn cởi các trói buộc nơi kiến chấp, đó là tinh tấn lực. Đối với trong ngoài đều không mà chẳng kinh sợ, đó là ý lực. Quan sát độc đáo và không gốc ngọn đều không, đó là trí lực. Vô tướng vô nguyện đối với tất cả pháp không chỗ tạm tác, đó là tánh lực. Đem đạo pháp này vì mọi người phân biệt giải nói, đó là tinh tấn lực. Giả sử đối với tâm niệm ấy ở nơi các niệu, các pháp niệu hành luôn tự tại, đó là ý lực. Sự giải nói về từ trước là phương tiện phải nêu rõ thông suốt khi tất cả sự tìm kiếm người đáo giảng, vĩnh viễn chẳng thể tu đắc, đó là tuệ lực. Tất cả sở hữu của tâm niệm phải tự phải nghĩ, muốn buông bỏ niềm tin nơi bố thí, đó là tánh lực. Có chỗ buông bỏ chẳng hề biết nhát mệt mỏi, chưa từng kiếp sợ đại đạo, chưa từng trái bỏ bố thí mà không khỏi bố thí, là còn khuyến trợ ý đạo, đó là ý lực. Chẳng thù đắc nơi người thí, cũng không người nhận, chẳng mong đền đáp, đó là trí tuệ lực. Phụng hành giới cấm, thành tựu quả báo, tính giới chân chánh, đó là tính lực.
dùng sự tinh tấn diệt trừ các lòng phạm giới. Đó là tinh tấn lực. Đã dùng tâm đạo nhất nghĩ chẳng quên sự tôn trọng giới cấm để dùng để khuyến trợ. Đối với nhất thiết trí, đó là ý lực. Quan sát thân hình như bóng, lời nói như tiếng vang, tâm như huyễn hóa, xét xem giới cấm mà không chỗ hành, đó là trí lực. Thành tựu nhẫn nhục tin vào uy lực, đó là tính lực. Chỗ hành tinh tấn, chẳng theo các tưởng, chẳng nói lời thô ác nhằm gia tăng người theo đường tà. Giả sử khiến chặt đứt chân tay, cắt rời thân thể, tích tụ xuất nhẫn nhục chưa từng khởi tâm sân hận, tâm từ hiện bày nhẫn nhục, đó là tinh tấn lực. Chỗ hành nhẫn nhục đem khiến trợ đối với nhất thiết trí, đó là ý lực. Không thân ý thức, chẳng tội đắc thân tâm, đó là trí tuệ lực. Đạo là tinh tấn, chẳng phải là biến giác. Tin vào điều này, tâm ý vui thích làm. Hân từ niềm tin cùng cực, đó là tính lực. Thực hành tinh tấn, chẳng bỏ phút giây nào, cũng không chấp trước. Dùng để hóa độ chúng sinh, hộ trì, chánh điển, gieo trồng mọi gốc đức, phụng sự cho Phật, cúng dường tùy thuận, để vì tất cả chúng sinh hoàn thành có Phật trang nghiêm thanh tịnh, vang danh tiếng đức. Đó là tinh tấn lực. Diệt trừ tất cả sân hận biến nhát, có bận của chúng sinh, mà áp giáp đức tu tập tinh tấn, đem khiến trợ đối với nhất thiết trí, đó là ý lực. Nó chẳng ân cần mong tưởng đến đạo, chẳng mất uy nghi phép tắc chân chánh, chọn lựa tinh tấn, chẳng tụ đắc tất cả xứ sở của các pháp, đó là trí tuệ lực. Ưa thích nhàn cư chỗ vắng vẻ, chỗ yên tĩnh một mình, chẳng thích chỗ đông người để giải khỏi sự hân hoan, đó là tánh lực. Nếu hành tinh tấn tu tập thiền định, hơn phá cửa tam muội chánh thọ giải thoát, đó là tinh tấn lực. Do sự theo đuổi đạt đến thiền tư mà chẳng dao động, đó là ý lực. Ở nơi nhất tâm ấy quan sát về vô thượng vô không phi thân mà chẳng loạn thiền, chẳng khinh mạng thiền, chẳng thoái chuyển thiền, hiểu rõ phương tiện thiền xảo, trụ tánh thích nghi là phương tiện thiện quyền tăng tiến, dẫn dắt đến với trí lực, nghe đến lãnh hội tất cả pháp đạo phẩm của các độ vô cực, nếu có thể tin, đó là tính lực. Tất cả điều đã nghe luôn thâu giữ chẳng quên, có thể vì người khác theo phương tiện khen ngợi đối với pháp đó, nếu có thể tung phụng hay chẳng tung phụng, tự quan sát như gốc ngọn, đó là tinh tấn lực. Ở là chúng sinh mà tâm chẳng loạn đi hành trong ái dục mà như hoa sen nhằm giáo hóa tất cả, đó là ý lực. Quan sát ba cõi đều không, giống như bọt nước cây chuối dẫn sóng hình bóng, tiếng vang huyền hóa mà bày đều chưa nghe, đó là trí lực. Đem lòng từ bi lắng trong hơi đến chúng sinh, lòng nhân ái không đâu là không hiện bày khắp, đó là tính lực. Tin ở đại bi tâm đã hân khởi, chẳng để biến nhát, đó là tinh tấn lực. Tâm ưa thích chánh điển, chẳng bỏ niềm vui của pháp, thường nắm giữ phụng hành, đó là ý lực. Tâm không chấp trước, chẳng độc hại, chẳng tạo nhị biên, không tiến chẳng phải là không tiến, đạt được sự tỉnh quán tu hành chánh pháp, đó là trí tuệ lực. Suy nghĩ về thân người và vô số những điều xấu xa có bẩn hoang loạn hợp lại chẳng tồn tại lâu dài, sự cúng dường ở đây không có lợi lạc vì do tà hạnh, hiểu rõ như thế, đó là tính lực. Nếu chống chìm trong hoạn nạn thống khổ mà não hại đều ập đến thì đây chính là nghĩa của sinh tử. Quan sát Phật pháp là tinh tấn lực. Giả sử tâm chuyển biến ở chỗ bất thiện mà chẳng nghe theo, cũng chẳng theo thanh văn duyên giác, tâm lại chẳng tham dục hay ghét, cũng chẳng theo hỷ giới, thì ác đó là ý lực. Nếu vào pháp tuệ phân biệt tuệ cứu, vào chốn trí tuệ tuyên dương giải thoát của trí tuệ quá khứ vị lai và hiện tại, đó là trí lực. Hân hoan là tướng của niềm tin, bất thoái là tướng của tinh tấn. Quán là tướng của ý, hiểu rõ là tướng của trí. Hành nơi tính lực, chẳng sẽ bỏ tinh tấn lực, chẳng để mất ý lực, tu trí tuệ lực vì người chẳng nói pháp, theo bệnh cho thuốc. Hiểu rõ ngăn ngại đó là thuần tính, qua khỏi các trở ngại hành tinh tấn không chỗ chấp trước, đó là ý lực. Xem xét hiểu rõ sự ngăn ngại, đó là trí tuệ. Ở thích pháp Phật giải khỏi thuần tính, giải khỏi tâm thuần tính là phát đạo ý, đó là tính lực.
Phần tu mọi hạnh tập hợp tích lũy pháp và đạo phẩm đó là tinh tấn lực. Đạt pháp nhẫn nhu thuận đó là ý lực. Để chứng được pháp nhẫn cho sở tùng sinh đó là trí lực. Tính căn là nhẫn, tức là trí lực. Giả sử chứng được pháp nhẫn cho sở tùng sinh thì đó là ý lực. Tính căn là tính lực, tấn căn là tinh tấn lực, ý căn là ý lực, thiền tư là phục căn, đạt căn là của đại thánh, không đâu là chẳng đến cấp, đó là trí tuệ lực. Khi Đức Phật giảng nói những điều này, có 8.000 vị Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sở tùng sinh, 42.000 người đều phát ý đạo vô thượng chánh chân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đồng Tử Vô Ngôn Quyển Thượng, nguyện đem công đức này hướng về cấp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.